công tử còn giận. Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được tấm chân tình cáo ca mà tiểu thơ đã ban tặng cho một kẻ đã xa cơ. Trái thân luân lạc phong thần, trong cuộc đời giả đá bạc đen, vinh nhì nhục đã qua nhiều, tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri âm, cứ xử với chân tình xóa dịu niềm đắng cay. Nên tôi đành an phận, xin cứ nắng lời mía môi em cuối mặt đợi chờ, nhưng quốc hồn của ai tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nắng nở ân nghĩa tiểu thơ xin đáp tạ mấy cho vừa. Muốn nói nhưng nghẹn lời, biết bao giờ trả xong. Em không dám học đòi với những trang nghĩa cũ ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiếng chồng lai kinh. Còn đây, đây là khối hành trang chán chứa một tâm tình, và xu bạc mòn đã chất chiêu trong những ngày nắng sương tần tao. Em xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kẻ gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên đường dừng quán, vì nghĩa nặng cương thường bước ra dòng lệ giáo thị phi. Ngài bản hủ tên đề làm sản danh tâm tô, em chẳng dám mong được cùng ai vui đào xương tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri, xin với cha em hãy nhẹ điều ân quán. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào vì tình nàng tha thiết quá, biết nói gì đây khi mình vẫn đắng đôi tay. Trần Lan, Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lúa kết bằng tơ tâm sơ, mà đêm từng đêm em đã cố gắng mai giờ năm thầm. Đôi bóng thầm nguyện cầu cho ai lập được chút công danh, danh hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa co ro hương lá tiếng vào cho đủ sáng học kinh thi. Miệng đọc sách gian gian tay lia đập mùi, em gắn dệt cho rồi chiếc áo hầu kịp buổi.
Quỳnh Nga. Đường lái kinh xa biết ngàn sương gió, chàng mặc vào cho ấm lúc gieo sương. Lòng kỳ vọng chàng ơi, xin hãy nhớ áo lụa nghèo phải thay bằng áo gấm tràng. Quỳnh Nga ơi, nhân vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu thương ta hẹn cùng ai nguyện vẹn chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường vào trong ngực mộng chưa mặt mà hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lùa ta nhớ hoài thời luân lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời cũng kheo la lai trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt. Trần Lan xin đừng nặng quan ân thời vì ngô đối với cha già. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em ví như ngọn đèn hèn mọn, còn tình của em thì cao vời như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước thâm tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt phù. Đời dù cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc, ta biết nói sao cho trọn ý chân thành. Buổi tiễn đưa sao qua nhiều bình rình, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mi mắt, lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Em nguyện khép cửa đợi chàng bái tổ vinh quy tương phùng. Tiếng nàng về với quê trung, vòng tay từ tạ thủy chung vẹn vinh. Lòng như bóng nguyện theo nghìn dặm soi, xin tạm biệt thank you.
Trần Minh, hiền đệ làm gì mà thờ thẫn như nhìn ai đó vậy? Ủa, đại huynh về hồi nào sao tôi đệ không hay vậy? Hiền đệ còn bận ngắm cảnh làm thơ thì làm sao hay cho được. Hả? Tặng vật của ai đây? Một chiếc áo lụa, chiếc áo ân tình đưa tiễn người Lai Kinh. Nè, tiểu thơ Quỳnh Nga mới tới đây phải không hiền đệ? Vâng, nàng vừa ra về thì đại huynh về tới đó. Một tấm lọc sắc son hiếm có, giữa thời buổi nhiễu nhương này, nàng như một đóa sen tinh khiết dương cao trong cánh đồng đầy cỏ dại. Hiền đệ à, hiền đệ có phước lớn lắm đó nghe. Mình mới gặp hai thằng công tử bột hiếu danh và tất đạo, không biết có làm gì mà múa men ngoài đồng á? Tiểu đệ của hứa với tất đạo sẽ mang giúp hành lý của anh ấy đến trường thi. Còn thằng hiếu danh, tiểu đệ không biết anh ấy đến đây để làm gì nữa. Nè, Quỳnh thấy hai đứa nó đang ở ngoài đồng văn cứ lộn tơi bời. Đứa thì bể trán, lỗ mũi ăn trầu, thằng thì sức môi, gãi mấy cái răng kêu mẹ kêu cha. Hai đứa còn thủ bộ thấy ta về ngang mua rượu, không hiểu tại sao nó bỏ chạy hết trơn. Cô Tiểu Loan qua quát chắc cô bày ra vụ này, cô mới rủ hai anh ấy ra đi khỏi quán chè. Chắc là cô xui vô hai anh đập mi nhau cho cô coi chơi. Hai thằng mất dạy máu về thôi quá đậm, thấy con gái người ta con mắt mở hổng ra. Trần Minh à, hiền đệ đã sẵn sàng lên đường đi ứng thí rồi chứ? Tiểu đệ chỉ có bao nhiêu đây, với lại cái này có cái gì đâu mà sẵn sàng chứ không sẵn sàng đại huynh. Còn anh, sao tiểu đệ không thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy? Ta ta thì bởi ngán sợ hai chữ công danh làm một đạn y sống của ta. Vậy chứ mấy năm nay anh học để làm gì? Để làm gì? Mấy năm qua ta ôn nhường sử kinh là để học nhân học nghĩa, chớ không phải để tìm bả lợi danh. Tiểu đệ vô cùng khâm phục đại huynh. Ôi, có gì đâu mà gọi là khâm phục, chẳng qua là ý sống khác nhau thôi. Đối với ta đời là sự thảnh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng thông dong sông nơi miền quan gia, ngoài dòng lời danh nghêu ngao chân cao thấp mặt tình. Để ao ước được như đại huynh đời một thuở an nhàn, vui cùng vô núi trăng ngàn. Ta e rằng hiện đại khó thực hiện được đâu, nhìn lại đôi vai còn mang nhiều ân nợ công hầu, hiện để phải lo trả cho tròn ân nghĩa buộc nàng để phải lập chữ công danh. Hiện đệ cũng đừng buồn, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hiện đệ không thể sống như ta, mà ta thì ta cũng không thể nào đi theo hiện đệ được. Rượu đây, chúng ta hãy uống vài chung để nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay. Vâng. Trần Minh hiền đệ. Hiền đệ ơi, hãy nhìn bọt rượu xuôi đầy trong chung hàng si, nghĩ gì đây trong men rượu cay nồng. Xin trao ai gửi chút nghĩa tương phùng, cười sang sàng để thay lời đưa tiền. Uống đi hiền đệ. Ôi tiếng cười vỡ vụn không gian để ngăn vàng lời hò hẹn. Xin hãy cạn chén rượu hàng vị cho ngất ngây say mà mơ chuyện tương phùng. Trời đất rộng tên thang mà tình ý lại khôn cùng, làm sao biết được chuyện bèo mây tan hợp
nghĩ thêm buồn cho những ngày sông núi cách xa. Chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà, sao đưa tiếng mà nghe lòng buồn rười rượi. Thân cá chép đã tốn công lặn lội hải cố, vượt vũ môn để qua kiếp mi được thành rồng. Uống cạn chén này rồi chén nửa, rượu đã cạn bầu chưa thấy sao. Hồn lại tâm say tình tri kỳ, ngày mai chia biệt giảng đường mây. Nhìn mái tóc đại huynh rối bồng như mây tám hương, để càng tự thẹn mình bấy lâu bị ràng buộc nợ cân đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khai. Hồn cao rộng đại quân đã vượt ngoài vòng phiền toái, để con lần đận cưu mang nhiều ân nợ công hầu. Rượu này nồng đến ngày sau, hơi men thay lập ngàn câu thâm tình. Không đưa dáng dầm trường đình, mà nghe thương nhớ nghìn núi sông. Để xin bay biệt